quý vị đến với chương mục Nấu Gì hôm nay. Thưa quý vị, những món ăn dân dã được xếp vào đặc sản đường phố thì không thể nào không nhắc đến bột chiên. Những miếng bột chiên vàng rụm như thế này, thoang thoảng màu xanh của hành này, rồi của trứng gà màu vàng, và được chiên xèo xèo trên cái chảo dầu mỡ nóng hổi, khiến cho ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn. Và sau buổi làm việc này cũng như sau tan trường thì các bạn nữ hay nháy mắt nhau bột chiên nhé. Và như vậy là chúng ta có một bữa bột chiên thật là ngon để cùng nhâm nhi với bạn bè, và đặc biệt là giá cả rất phải chăng. Nhưng có bao giờ quý vị nghĩ rằng chúng ta sẽ chế biến bột chiên ngay tại ngôi nhà của chúng ta để có thể chiêu đãi cả người thân của mình? Xin mời quý vị chúng ta cùng vào bếp để gặp anh Trung Lễ, và chúng ta sẽ tìm hiểu cùng thực hiện món này nhé. Chào anh Lễ. Chào chị Mai, quý khán giả trong chuyên mục Nấu Gì hôm nay. Ít khi chúng ta nghĩ chúng ta làm món bột chiên ở nhà, tuy nhiên món bột chiên không khó. Lễ sẽ giới thiệu qua nguyên liệu để làm món bột chiên. Dạ. Để thực hiện món bột chiên cho 8 phần ăn, chúng ta cần có nửa ký bột gạo loại ngon, 25g bột năng, 8 quả trứng gà, 100g củ cải mặn, người Hoa người ta gọi là sá bấu. Yeah. Ta mua về ta ngâm nước nóng, xả đi nhiều lần vì cái này nó mặn. Hành lá thái nhuyễn, mỡ nước 2 muỗng súp. Cà rốt và đu đủ bào, ta ngâm giấm đường, chua ngọt. Còn đây là nước tương, 200ml nước tương, 50ml giấm đen, tương ớt, hắc xì dầu, đường. Ngoài ra ta cần có hạt nêm từ thịt thăn và xương ống, tiêu, dầu ăn và nước. Bây giờ chúng ta chuẩn bị khâu làm bột ha. Ta cho 500g bột gạo vào đây. 25g bột năng, 8 chén nước ấm. Ta bỏ vô, ta quậy. Ta quậy đều cái bột đi. Ta nêm vào đây 2 muỗng súp dầu ăn. Tại sao chúng ta cần phải nêm dầu ăn? Để khi hấp bánh, cái bánh nó không dính vào khuôn. Bánh nó được mịn màng hơn. 2 muỗng cà phê hạt nêm, để khi mà ăn miếng bột thì nó không bị nhạt, nó đậm đà hơn. Ta quậy đều đi, sau đó ta cho lên bếp. Cái này là khâu khuấy trùng. Khuấy trùng này trong thời gian bao lâu anh? Cho cái bột nó trong mà nó đặt lại, nó sệt sệt lại. Rồi sau đó ta cho vào khuôn, rồi mới đem đi hấp. Thì khi khuấy trùng thì bột nó cũng đã gần chín rồi. Thì ta hấp khoảng 30 phút thôi. Hấp 30 phút thôi. Mà khi bột chín á, ta lấy ra, ta để cho thật là nguội. Rồi ta cho vào tủ lạnh. Mai ta sẽ đem vào chiên. Thì bột nó sẽ ráo và nó giòn hơn. Vậy là mình làm cái đặc như vậy luôn anh nhá. Dạ đúng rồi, đặc nó nặng tay rồi đó. Nặng lắm thôi, mình cho mày thử với xem, chắc nặng dữ lắm. Ôi cha, cái này phải có sức dữ lắm đây nè. Nó rất là dính với nhau và nó rất là chắc, rất là cứng. Và như vậy là chúng ta sẽ là xong đó, phải không anh? Tắt bếp ha. Sau đó ta cho vào khuôn. Bây giờ là mình sẽ làm thành một cái bánh ha. Đúng rồi. Sau đó mình cho vào sẵn hấp. Bột mình đã khuấy trùng thì nó cũng gần chín rồi. Mình hấp khoảng 30 phút thôi. Mình sẽ hấp 30 phút. Thì trong khi chờ đợi bánh thì bánh chín thì chúng ta sẽ làm nước chấm, 200ml nước tương. 50ml giấm đen. Và 120g đường. Một muỗng cà phê hạt nêm. Ta quậy đều ra, nó tan ra. Cái nước chấm này có vị chua chua ngọt ngọt. Là được rồi. Rồi ta dùng kèm với tương ớt. Chúng ta sẽ để cho sôi lên một chút anh ha, cho nó tan đi. Quay trở về cái bột của chúng ta thì như thế nào đi anh? Để ra làm sẵn một ổ bánh đêm hôm qua rồi. Thì Mai thấy cái bánh nó đã hấp nè, để đêm qua nè. Nó khô, nó ráo. Và chúng ta sẽ cắt như là đã cắt nhỏ như sau thế đó này chúng ta sẽ cắt những cái miếng vừa ăn. Nếu chị Mai thích ăn giòn thì chúng ta cắt nhỏ, thì khoảng 0,5cm. Còn mình thích ăn mềm xốp thì mình cắt dày một chút. Sau đó là mình cho một muỗng hắc xì dầu vào. Trộn đều lên. Ở nhà khi chiên món bột chiên thì chúng ta có thể dùng chảo không dính. Rồi phải mới bật chảo lên ha. Đúng rồi. Sau đó ta cho 2 muỗng súp mỡ nước vào. Chiên mỡ nước thì nó ngon hơn dầu. Cái nước chấm thì nó được rồi, mình tắt lửa đi. Mình chán đều cái dầu đi. Một phần ăn gì thì chúng ta chiên chừng khoảng 10 tới 12 miếng là vừa rồi. Mình đâu có chiên nhiều quá thì nó sẽ dễ ngán. Còn có trứng nữa mà. Đúng rồi. Mà
nhớ là mình không có đảo. Nhẹ thôi nha, làm không rất là đảo. Nhẹ thôi, nó bị nát không anh? Dạ đúng rồi, dạ. Mình để cho nó vàng một mặt đi, rồi xong mình sẽ chở. Dạ. Dạ. Nếu món này ở nhà mình đông khách á, dạ, mình có thể chiên sơ qua trước đi. À. Cho nó giòn sơ trước đi. Dạ. Rồi khi nào mình dùng thì mình chiên lại. May thấy cái miếng này của anh thì có vẻ cứng này. Dạ. Thì có lẽ là bởi vì chúng ta lại có bột năng đó không dạ, anh? Dạ đúng rồi. Vậy là nếu mà bột năng mà ít hơn tí thì cái miếng nó sẽ mềm hơn. Mềm mà nó hơi khô. Nó bị khô. À, cái bột dạ, năng nó hơi dẻo, nó mềm. Sau đó lại sẽ cho một ít cải mặn vào. Dạ. Và tiếp theo là mình cho một quả trứng vào. Dạ. Mà ánh cái này cho nó đều ra. Ừ. Hành lá trên trên. Nhìn hấp dẫn quá. Nước chấm mình đã nấu rồi. Dừa dạ, mình múc ra trên. Mình có thể cho thêm tương ớt vào. Ừ. Với lại chắc chắn là phải có đồ chua ha. Dạ. Rồi, mời dạ, anh. Để máy xin phép ăn lễ thử một dạ, chút nha. Dạ, mời chị. Dạ. Nóng quá. Mà ngon lắm. Đúng là tại sao mà bột chiên nhiều người ghiền là phải. Tại vì anh biết sao? Ngoài thì lại giòn tan à. Dạ. Và bên trong thì lại mềm mềm. Bột dạ, quyện lại với nhau. Và mới thấy anh có cải muối nữa. Dạ. Thành ra có cái vị mặn. Và chắc chắn là phải ăn với đồ chua này tí nữa thì nó sẽ dung hòa khẩu vị rất là ngon. Dạ. Ngon lắm anh ạ. Thực ra thì món bột chiên thì đã quá quen thuộc rồi, chúng ta cũng có thể mường tượng ra cách làm như thế nào. Nhưng mà quan trọng nhất là cái bột. Dạ, chúng ta rồi, phải biết làm bột cho nó thật là ngon. Dạ. Để chúng ta có cái bột chiên hoàn hảo phải không ạ? Dạ. Dạ. Cảm ơn anh Lễ rất là dạ, nhiều. Chị. Và chúc anh Lễ những ngày cuối tuần thật là vui nha. Dạ, à, thưa quý vị, như vậy là hôm nay ngày thứ 6 rồi. Chúng ta sẽ có ngày thứ 7, chủ nhật để nghỉ ngơi với gia đình của chúng ta. Và có lẽ là quý vị cũng sẽ có thời gian chiều nay chúng ta có thể mua bột để chúng ta thực hiện ngay món bột chiên chiêu đãi cả gia đình. Rất là ngon. Chúc quý vị thành công ngay lần đầu tiên nhé.